Hello Van xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại Van xà trong cái bản tin cập nhật tình hình mới nhất của Shiba New Coin vào ngày 15 tháng 11 buổi chiều ngày hôm nay giờ của California bên Hoa Kỳ. Tại vì rất nhiều người hỏi Van xà ở đâu thì hôm nay em sẽ nói cái tiêu đề là Van xà đang ở đâu tại vì trả lời cho rất nhiều những các cái câu hỏi của quý vị. Van xà không phải đang ở Hàn Quốc đâu cũng không phải đang ở Việt Nam mà em ở bên Mỹ quý vị nha thì trước khi vào chia sẻ thông tin rất mong quý vị hãy like và chia sẻ cái video này để cho mọi người cùng biết đến những cái thông tin cập nhật mới nhất để mà chúng ta có thể biết được những cái chi tiết của shiba inu thì Shiba Inu cái lượng holder cũng đã đạt được những cái con số rất là khủng Và đó cũng là một cái điều mà mang lại cho cái sự tự tin để mà hold Shiba Inu nhiều hơn Và ngày hôm nay trên Twitter của cái người tên là Steven Cooper Như hôm trước thì quý vị đã có thấy là anh ta đã, đã chia sẻ những cái đoạn Về cái cuộc rally burning Ờ... Um, uh, CBA New đó quý vị, thì cái cuộc này nó cũng được xảy ra trong cái bối cảnh uh, uh, trong cái 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 um, uh, gọi là trong cái limit giới hạn ở trên cái Twitter của những cái người họ tham gia trong cái chương trình này thôi. Hôm trước có một cái người mà họ để cái status trực tiếp like đó, thì văn xà nói thật là Twitter em dùng nhiều quá, uh, follow nhiều quá và mỗi một ngày nó quá nhiều những cái thông tin, thành ra là vẫn chưa. Uh, vẫn chưa chưa thấy cái live stream đó có nghĩa là họ nói là họ sẽ live trực tiếp cái cuộc rally burn Shiba trong ngày hôm nay đó quý vị thì uh, có thể là nó nằm ở trong cái tweet này đó quý vị nhưng tại vì nó nhiều quá em vẫn chưa có tìm ra đó nhưng đại khái là nó cũng đã xảy ra trong cái ngày hôm nay rồi và nó cũng sẽ có những cái tác động tiếp theo và tại sao nó có những cái vụ rally burn như vậy thì đây sẽ là câu trả lời cho quý vị nha đây là một cái câu hỏi được đề ra trong ngày 15 tháng 11 vừa mới xong Đó là liệu Shiba có thể cuối cùng hít được con số 1 đồng như mất tất cả mọi người đang mong đợi hay không Đặc biệt là trước The End of the Year This Year thì họ trả lời luôn cho quý vị là không thể nào nó hít được lên một đồng được quý vị nha Và đây là những cái dự đoán Có thể nó có thể bỏ được từ hai số 0, một số 0 là trong cái sự tầm tay Thế còn nếu như để cho nó bỏ tiếp được các cái số 0 để trở thành một đồng một đô la thì tất nhiên là nó có cái sự quan hệ với những cái chiến dịch bơn xin bay new và họ những cái chiến dịch lẻ đó họ đã sử dụng ở trên twitter rất là nhiều đó quý vị để họ mong đợi có một cái ngày mà có thể xi có thể inu có thể hít được với cái số lượng lên tới một đô la uh, vì nó sẽ không thể nào mà tồn tại được họ nói là uh, nó không nó nó không thể nào mà hít một đô la đâu quý vị vì cả trên thế giới gộp tiền vào thì cái điều đấy nó còn không có thể xảy ra nếu như mà uh, cái điều này nó được đang được dự trù mong đợi vào năm 2000 đầu năm 2022. Đó, chính vì vậy mà tại sao mà nó có cái cuộc bơn 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 Shiba là vì vậy đó thì chúng ta cũng sẽ theo dõi những cái quá trình này dần dần để xem cái khả quan à, cao nhất để cho nó mất đi khoảng độ một số 0, hai số 0 và nó sẽ lên tới với cái mức như thế nào vào cuối năm nay và đặc biệt là 6 tháng sau. Có nghĩa là sẽ rơi vào khoảng từ tháng 2 tháng 3. À, sang năm cho đến giữa giữa năm là khoảng tháng 6 sang năm đó quý vị thì chúng ta sẽ cùng chờ cái thông tin hàng ngày và sẽ sẽ chia sẻ cho quý vị nha. Mặc dù vậy thì họ vẫn nói là cái 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 khả quan trên cái mức hầu uh, strong hold đó của Shiba Inu á, thì nó rất là nhiều. Đó thì đấy là những cái um, những cái thông tin của bên um, bên bên Shiba Inu. Và một cái thông tin mới nữa đó là sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã của cặp song sinh Wingos đã thêm và đã ép Shiba Inu vào cái nền tảng của mình sau cuộc rally rất là lớn của ngày hôm nay. Thì ngày hôm qua, ngày hôm qua hay ngày hôm kia nhập văn làm nhiều view quá em không có nhớ hết luôn này. Thì cái Gemini này họ mới thông báo là họ sẽ support cho Shiba Inu nhưng mà họ chưa chính thức Uh, SCB Inu có nghĩa là list Siba Inu lên trên cái 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 app của họ nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ đã chính thức S rồi Quý vị nha và đã sau cái cuộc phải nói là thăm dò ý kiến này cũng như là cái cuộc dùng cái poll để mà thăm dò ý kiến của khán giả đó thì nó đã vượt được cái 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 kỷ lục và đã thúc đẩy cho cái sàn Gemini này uh, lập tức list uh, Siba Inu thành một ký. Uh, coin main của cái app của họ Và cũng announce thêm Những cái thông tin Mà có thể liên quan tới Shiba New trong cái thời gian tới Thì họ cũng cho rằng Shiba New rất nhiều người quan tâm Và nhất là trên Twitter thì cái lượng người bàn tán Cũng như là mention về tất cả Những cái uh, Những cái thông tin cập nhật của Shiba New Hàng ngày uh, Cũng như là cái số lượng volume Nó tăng rất là khủng khiếp khi mà so sánh Với những cái volume khác Mặc dù là bên cạnh uh, Shiba New thì hiện tại đang có mấy cái, cái khoi khác Rất nhiều người hỏi muốn sự phân tán đó quý vị Tại vì nhiều khi chập tập trung vào một cái quá Nó làm cho cái người mà đứng đằng sau nó sẽ khó có thể giải quyết Khó có thể xử lý Thành ra là uh, cái người đứng đằng sau họ không muốn là tất cả thế giới dồn vào một mình Shiba New Cái điều này Vanessa cũng không có muốn chia sẻ cho quý vị đâu Nhưng tại vì mấy hôm nay rất nhiều anh chị em đã có hỏi Vanessa về những cái app để mua blog New, hay là những cái app để mua um, Saitama cũng như là baby dog rồi thì uh, dog lân nói chung là uh, tại vì chúng ta không có cái sự tự tin trên cái cbuy new chúng ta đang hold cho nên là ngày hôm qua hôm nay có một anh đã vào comment và một chị cũng vào comment nói là oh, văn ơi mình rất là tiếc và mình không hiểu tại sao mà mình lại bán cbuy new với cái giá 52 sau đấy thì mình đi mình mua những cái khác, còn một anh thì nói là bán với giá cũng khoảng 51 52 gì đó. Tại vì ngày hôm qua thì cái giá đó là giá rất nhiều người bán thì uh, anh cũng đã bán và anh mua Đa Khoi. Sau khi anh bán xong thì nó lên đến 56 và anh cảm giác như anh bị mất luôn tiền. Trong khi đấy thì Đa Khoi lại đi xuống. Đó thì đấy là những cái chia sẻ mà mọi người nói là vì không có vững tim khi mà có những cái thông tin của những kênh YouTube khác họ chia sẻ rằng uh, hãy mua mấy cái con này giống như kiểu để trúng số thay thế cho CBA New đó đấy thì quý vị cũng nên tìm hiểu cái thông tin thêm để mà có thể không có bị mất tiền luẩn quẩn quý vị nha và nhiều khi á mình cũng không nên dùng tất cả những cái khoản tiền Onin của mình vào một bất kể một cái một cái mã nào Tại vì hôm qua có rất nhiều là người nói là Vaxà có lời khuyên với quý vị là chỉ nên nên dùng những cái tiền rảnh rỗi Thế nhưng mà các quý vị đã trả lời là à, tôi ôn in, thậm chí tôi cho hết tài sản của tôi vào Shiba Inu. Thì ừ. Vaxà thấy cũng không có nên quý vị ơi. Đó thì đấy là cái lời khuyên chân thành của Vaxà cho dù nó có vững chãi cho đến mấy. Có thể là sau khi đợt tới này Ravenhood sẽ list Shiba Inu thì nó sẽ trở nên một cái ngoạn mục khủng hoảng luôn có nghĩa là có thể là quý vị sẽ lời rất là nhiều nhưng mà cũng chưa biết chắc 100% cho nên chúng ta cũng không nên đổ hết tiền vào một cái con khoi như vậy quý vị nhá nên chia ra cho các cái cổ phiếu cũng như các cái mã khác thì đó là cái lời khuyên của vãi giả thôi còn tiền của quý vị quý vị sẽ tự quyết định với những cái những cái túi tiền của quý vị À, ăn thua thì đều do quý vị phải chịu trách nhiệm nha Tại vì những cái người mà lên chia sẻ như này Họ bao giờ cũng có những cái câu như vậy đó quý vị Tại vì họ chỉ là chia sẻ thông tin thôi Còn tiền của quý vị thì do quý vị tự quyết định Và hôm nay thì thị trường cổ phiếu Tại vì gói cơ sở à tầng nó vừa mới được ký xong Sáng nó chưa có ký mà đóng cửa market vừa rồi xong rồi Thành ra là Dow Jones cũng xuống NASA cũng xuống S&P 500 thì EVEN rồi à, Nói chung là Apple Rồi tất cả những cái mã không có liên quan cơ gói cơ sở ở tầng, kể cả liên quan gói cơ sở ở tầng thì cũng có một chút cái dao động nhỏ nhỏ chứ nó cũng không có tăng. Và tất cả những cái mã còn lại thì lại lao dốc, đó thì coi như là nó ảnh hưởng của lạm phát rất là nhiều. Thì ngày mai quay trở về thị trường cổ phiếu thì Vanessa vẫn mention trên mấy cái mã mà em thường hay chơi option cho quý vị cùng biết đó. Ví dụ như là Tesla có thể swing chơi uh, buy call lẫn buy put và bay gần thôi trong ngày ao luôn thì ăn thế còn nếu như muốn mua an toàn thì mua xa ra cả năm trời đi thì làm gì có tiền mà mua quý vị cái try mà một năm trở giá nó rất là mắc tiền thì thành ra quý vị mua apple cũng được mua amc hay là mua hot option trên những cái mã đó cũng được thì nó sẽ nó sẽ bớt cái những cái tiền của quý vị hơn nó nó vừa ít tiền mà nó vẫn cứ không có bị rủi ro đâu quý vị đó hay là quý vị có thể mua những cái mã mà nó chung chung ví dụ như là neo đó nó không phải thuộc vào cái loại cặp quá cao thì cái ngưỡng thì nó lại không ăn được nhiều cái gì nó cũng đều có giá của nó cả thế còn hiện tại thì facebook hay là twitter những cái mạng xã hội đó thì trong cái thời gian mà lạm phát thì những cái đó nó lại không có bị ảnh hưởng nhiều rồi nó vẫn cứ tăng quý vị nha thì đây là những cái chia sẻ để cho chúng ta quan tâm hơn về thị trường cổ phiếu trong cái đợt tới và ngày mai những cái mã mà cơ sở hạ tầng vẫn có những cái tác động mạnh ví dụ như là ggpi này hay là veo VAL này, vale đó hay là uh, những cái mã cơ sở hạ tầng mà bán xà để trong group facebook đó. quý vị vào để nhìn mã cho nó kỹ nha cho nó đỡ bị nhầm lẫn khi mà mình đọc như này sợ bị nhầm lẫn đó thì đấy là những cái thông tin mà um, nó có liên quan tới hôm nay đã ký cái gói cơ sở hạ tầng thì có thể ngày mai nó sẽ có những cái biến động của quý vị nha rồi bán xà xin dừng cái video tại đây và hẹn gặp lại quý vị chúc quý vị may mắn trong cái con đường đầu tư Kể cả tiền điện tử lẫn stock cổ phiếu quý vị nha hẹn gặp lại quý vị bye bye